Rồi hello, xin chào các bạn nhé. Tăng Đăng Hải Accounting hôm nay chia sẻ cho các bạn bài cắt layer lỡ ứng dụng nha các bạn. Đầu tiên chúng ta chia cái phần join trên đỉnh đầu và sau đó chúng ta cắt cái khuôn viền. Trong cái hình này thì Tăng cắt khuôn viền ngang nha các bạn. Chúng ta bấm ngang. Và đối với tóc mỏng thì chúng ta nên khuyên khách hàng cắt ngắn vừa phải chứ đừng để dài quá nha các bạn. Còn hai bên thì Tăng cắt form tròn nha các bạn. Tăng đang kẹp tay và Tăng cắt form tròn. Góc độ là 45 nha các bạn, xéo về trước. Thì khi cắt thì chúng ta để ý chúng ta cắt bằng mũi kéo và cắt xong cái form á. Các bạn thấy nó hơi bầu nhẹ và không ngang. Và sau đó Tăng thả cái phần phân tán trên đỉnh đầu, Tăng chia ra xuyên trong dọc. Và Tăng cắt layer nha các bạn. Cái phần layer thì mình cắt từ dưới lên trên. Các bạn nhớ là các bạn chia từ cái mang tay hai bên nha, để mình tạo cái phần hiệu ứng máy các bạn. Đấy, Tăng lấy điểm chuẩn, Tăng cắt cái khuôn viền luôn cho nó đều lại với nhau hết. Sau đó Tăng mới cắt layer. Và nếu không thì các bạn cắt layer luôn cũng được, tùy theo các bạn nha. Đối với tóc này thì cái tóc bạn khách này rất là mỏng, nên mình cắt cái phần lai mình cắt trước, khuôn viền mình cắt trước ngang và sau đó mình cắt bầu hai bên. Rồi sau đó mình mới cắt layer các bạn nhé, mình chia từ sách sinh, mình chia layer ha. Rồi mình cắt từ dưới lên trên, các bạn thấy góc độ mình đẩy điểm chuẩn và mình cắt 45 độ, mình nâng hai lần. Đấy. Vì tóc mỏng nên mình không cắt layer nhiều nha các bạn. Nên nhiều thì cái đuôi nó rất là mỏng và nó không có đẹp. Đấy, các bạn thấy mình nâng lên góc độ và chúng ta cắt 45, chúng ta đẩy hai lần là chúng ta tạo được layer ha. Đấy, 45 trên nha các bạn. Các bạn hãy Tăng cắt nha. Các bạn cứ cắt y như thôi. Nếu tóc mỏng thì các bạn ứng dụng cái bài này rất là phù hợp luôn nha. Và cái độ dài nó vừa phải, nó không ngắn cũng không dài nha các bạn. Cái bài này là ứng dụng thực tế và chúng ta rất là được khách hàng ưa chuộng luôn. Kiểu này là kiểu layer ứng dụng tầng thấp, nó không có cao nha các bạn, và tóc lỡ. Các bạn để ý nha, hai bên thì mình cũng đẩy lên cắt giống như luôn. Thì chúng ta đi theo hình tròn và chúng ta cắt quanh hộp sọ. Các bạn nhớ nha, quanh hộp sọ nha. Cắt xong bên phải rồi Tăng chuyển sang cắt bên trái. Các bạn cắt giống như trong clip Tăng chia sẻ nha. Các bạn nào mà thấy nhanh quá thì mình tua chậm lên, mình xem từng cái động tác nha các bạn. Thì nếu như bạn nào mà chưa có biết gì căn bản thì có thể vô vào YouTube xem. Còn đây là kết quả ha, các bạn thấy không? Cái này là từng nó không có nhiều, nhưng mà hai cái phần ở phía trước mình đẩy về phía trước thì nó tạo cái hiệu ứng nó oval á. Tăng Đăng Hải xin chúc các bạn thành công nhé. Chúc các bạn làm thực hiện thành công và chúc các bạn nhiều kiến thức. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn những clip sau nhé.